Nhắc đến Malisa, người ta không thể không nghĩ ngay đến những video độc đáo hàng trăm nhân viên xếp hàng múa hát biến mọi sự kiện thành đại tiệc văn nghệ. Nội dung của các clip triệu view thường xoay quanh việc ca ngợi công ty và đặc biệt là xếp mai, tổng giám đốc một chuỗi thẩm mỹ nổi tiếng này. Từ khai trương, trung thu hay là đến sinh nhật, Malisa luôn biết cách tạo ra những sự kiện thu hút sự chú ý, biến chúng thành hot trend trên Facebook và TikTok. Dân mạng thậm chí còn trêu rằng muốn làm việc tại Malaysia thì trước tiên phải biết hát trước đã. Những video triệu view này đã làm mưa làm gió ở trên các trang mạng xã hội. Nhưng ít ai biết rằng hệ thống thẩm mỹ Malaysia thực sự là một cỗ máy in tiền với hoạt động kinh doanh cực kỳ thành công. Không chỉ gây ấn tượng trong lĩnh vực làm đẹp, Malaysia còn nổi bật với các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng điển hình là chuỗi hoạt động thiện nguyện của Malisa đã hướng đến người dân miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Malisa lại chọn cách làm riêng đầy ấn tượng, trao tiền mặt đến tận tay người dân và đã trao thì phải trao số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Mọi thứ đều được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của thương hiệu này. Doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đứng đầu Malisa đã nhanh chóng hành động với một chương trình hỗ trợ khẩn cấp đầy ý nghĩa. Họ đã trực tiếp trao tặng 3 tỷ đồng tiền mặt cùng 50 tấn gạo cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất, chính là Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Tuyên Quang. Khi được hỏi về động lực để mà thực hiện chương trình này, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh chia sẻ: "Chứng kiến những cảnh tượng đau thương qua các bản tin, lòng chúng tôi không khỏi quặn thắt trước những mất mát mà bà con đang phải đối diện. Với xuất thân từ miền Trung và miền Bắc, Chúng tôi hiểu rõ cảm giác đau lòng khi nhà cửa, dụng vườn bị thiên tai tàn phá. Những hình ảnh người dân vật lộn giữa dòng nước lũ đã thôi thúc họ phải hành động. Họ lên đường ngay khi nghe tin bão gây thiệt hại nặng, đích thân trao tặng tiền và gạo đến tận tay của người dân. Dù biết rằng số tiền và quà hỗ trợ không thể bù đắp hết được những mất mát mà người dân miền Bắc đang phải gánh chịu, nhưng vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh và toàn thể nhân viên của Malaysia vẫn hy vọng rằng đóng góp của họ sẽ giúp họ giảm bớt khánh nặng mưu sinh, có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Ngay trong những ngày đầu tiên của hành trình cứu trợ, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai đã hỗ trợ 13 gia đình có người thân không may bị thiệt mạng do bão lũ. Mỗi gia đình nhận 10 triệu đồng với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ cũng cam kết xây dựng 4 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo vừa bị mất người thân vừa bị mất nhà cửa, với tổng kinh phí lên tới là 400 triệu đồng. Đặc biệt, họ đã trao tận tay 980 phần quà tiền mặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, giúp người dân vượt qua khó khăn với tổng số tiền trao tặng lên tới 490 triệu đồng. Không chỉ gây ấn tượng với số tiền lớn, hoạt động thiện nguyện của Malisa còn được cộng đồng mạng khen ngợi bởi tinh thần tận tâm và trách nhiệm. Dù phải đối mặt với địa hình hiểm trở và điều kiện đường xá khó khăn, vợ chồng Phan Thị Mai và đội ngũ của họ không ngần ngại vượt qua mọi thử thách để đích thân đến từng địa phương trao quà trực tiếp. Trong chuyến thiện nguyện hỗ trợ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3, đoàn thiện nguyện của Malaysia do vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh dẫn đầu đã trải qua một hành trình đầy gian nan. Khởi hành từ Hà Nội hướng về Cao Bằng, đoàn xe của Malaysia gặp nhiều trở ngại khi phải đối mặt với đường xá khắc nghiệt, nhiều đoạn đường bị sạt lở, một bên là núi đá, còn bên kia là thảm sâu, khiến ai nấy đều lo lắng Đường đi càng thêm khó khăn khi mà trời đổ mưa, buộc đoàn phải vượt qua những cung đường cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù khu khổ map ước tính hành trình chỉ mất 8 tiếng, nhưng thực tế đoàn đã mất cả ngày để mà di chuyển mới đến được địa phương. Dù mệt và đói, đoàn vẫn quyết định gặp gỡ ba lãnh đạo xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ngay trong đêm. Đây là một trong những địa phương nghèo nhất, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và chịu thiệt hại nặng nề sau bão. Vợ chồng tổng giám đốc Malisa chia sẻ, dù đã liên hệ trước với chính quyền địa phương qua điện thoại, họ vẫn quyết định đến tận nơi để khảo sát tình hình thực tế. Họ khẳng định, nếu nước lũ chưa rút, họ sẵn sàng ở lại cả tuần để đảm bảo mọi người dân đều được nhận hỗ trợ. Ngoài ra, nếu phát hiện thêm những gia đình gặp khó khăn vì mất nhà cửa, vợ chồng của Malisa cũng sẽ dự định xây thêm một số căn nhà tình thương để giúp cho bà con ổn định cuộc sống. Quả thật, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai cũng là những gương mặt vàng trong làng từ thiện. Với sự tận tâm và lòng chắc ẩn luôn tỏa sáng trong mọi hành động, họ đã lan tỏa tinh thần một cách tự nhiên đầy ý nghĩa. Sự chân thành và tinh thần vì người khác của họ đã trở thành nguồn động lực lớn lao, không chỉ đối với những người được giúp đỡ mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong xã hội. Vợ chồng của Malisa chính là một minh chứng rõ ràng cho câu nói cho đi là còn mãi, khi họ dành trọn tâm huyết để đóng góp cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ bằng vẻ đẹp bên ngoài mà còn từ tận sâu bên trong tâm hồn. Hành trình từ thiện của họ không dừng lại ở chuyến đi đến các tỉnh miền núi phía Bắc, mà đó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi hoạt động kéo dài suốt nhiều năm qua. Với trái tim nhân hậu và tầm nhìn rộng lớn, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã không ngừng đóng góp cho các chương trình thiện nguyện trải dài từ Bắc chí Nam, phủ khắp mọi miền của đất nước. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Malisa chính thức khởi công dự án bếp ăn không đồng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của chị Mai, bếp ăn này sẽ trở thành một điểm tựa ấm áp cho những mảnh đời khó khăn là ngọn lửa tình yêu thương giữa lòng thành phố. Không chỉ cung cấp những bữa cơm ngon, nơi đây còn gửi gắm những lời động viên, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho những ai đang cần giúp đỡ. Dự án bếp ăn không đồng được vợ chồng anh chị Khánh Mai tài trợ toàn bộ, mà không kêu gọi bất kỳ sự đóng góp nào từ cá nhân hay tổ chức khác. Dự kiến sau 6 tháng xây dựng, bếp ăn sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2025. Chị Mai chia sẻ thêm rằng, nguyên liệu cho các bữa ăn sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng từ các đơn vị uy tín, siêu thị lớn để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây chỉ là bước tiếp nối của những hoạt động thiện nguyện trước đây mà Malisa đã thực hiện, bao gồm việc xây dựng chùa và đúc tượng chuông cho chùa Mạc Khê, tặng tượng Phật và xe cứu thương cho chùa Niết Bàn ở Lâm Đồng, xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ tại Nam Sách Hải Dương, xây chín căn nhà tình thương ở Hà Tĩnh và Cần Thơ, trao tặng hai máy chạy thận cho bệnh nhân nghèo ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, tặng 3 tấn gạo và 300 phần quà cho trẻ mồ côi khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo quê hương cùng hàng nghìn phần quà khác cho các hộ nghèo ở tại Đức Thọ và Nam Sách. Vợ chồng Malisa luôn tin rằng cho đi là còn mãi, bởi trong cuộc sống này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự chia sẻ từ cộng đồng. Đôi khi, chỉ cần một phần quà nhỏ cũng đủ để mang lại niềm vui và tiếp thêm niềm tin cho họ. Hành trình thiện nguyện của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh không chỉ dừng lại ở những con số hay dự án lớn lao, mà điều quý giá nhất chính là tấm lòng là sự chân thành, là trái tim biết sẻ chia của họ. Trong một xã hội đầy áp lực và bộn bề, những nghĩa cử cao đẹp như vợ chồng Malisa đã làm dịu đi nỗi đau của nhiều mảnh đời khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm áp và ý nghĩa.